Này mình chia sẻ một số hiểu nhầm liên quan đến việc khai thuế Hoa Kỳ ở trong AdSense khiến cho anh em YouTuber chúng ta đang hoang mang. Hiểu nhầm thứ nhất là bạn phải có mã số thuế, thông tin thuế của Hoa Kỳ mới khai được. Thì cái hiểu nhầm này là do vấn đề dịch thuật mà ra. Đúng ra là Google phải dịch là khai báo thông tin thuế Việt Nam cho chính phủ Hoa Kỳ biết. Thì hiểu được cái vấn đề như thế thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta không cần phải lên mạng hoặc là đi tìm ở đâu để mua những cái thông tin thuế giả về khai báo ở trong kênh của mình. Điều đó có thể khiến cho bạn bị mất kênh hoặc bị tắt kiếm tiền không cần thiết. Chúng ta cứ khai báo thông tin thật, tên thật, mã số thuế thật của mình vào trong cái phần khai báo đó. Mình sẽ để hướng dẫn cụ thể cách khai báo clip chia sẻ của Hà Xuân Quý ở trong phần mô tả của video này để anh em làm theo. Hiểu nhầm thứ hai là tất cả doanh thu của mình sẽ bị đánh thuế từ 24 đến 30%. Thực ra không phải như vậy, chỉ có view đến từ trong phạm vi Hoa Kỳ mới bị đánh thuế đó. Nếu mà kênh của bạn có nguồn view từ Hoa Kỳ và từ các nước khác thì phần doanh thu từ các nước khác không bị đánh, chỉ có phần thu từ Hoa Kỳ mới bị đánh thuế thôi. Còn hiểu nhầm thứ ba thực ra là một tin vui. Theo mình được biết ấy, thì có một số network đã nhanh chân tạm thu cái khoản thuế Hoa Kỳ này từ khoảng hơn một năm trở về trước. Đối với những kênh này, các bạn có thể liên hệ lại với Net và để lấy lại những cái khoản tạm thu này trong vòng hơn một năm vừa qua. Tại vì là theo thông báo chính thức của Google thì họ sẽ chỉ bắt đầu thu thuế từ tháng 6 năm 2021.